Ok, so today now, hôm nay hãy xem một kênh channel của training hay ngành ý nhung trong một hai ngày tập này video review này cả. Bằng một click bán tam giờ blogger. Chạy tích click bán những cái chia website mỗi đại kê sắp xài pi phần đạt cho nó ta chỉ một phần digital. Mình cũng bạch giang bình dương lên xa nhé. Hay sau kê với cái ai hồ bán tra nên đem thêm một hai giờ hai các hồ vì quan nó không mà khai hay cái thứ khăn thế hay dương mà giống một bào xin một cái bộ click bay lọc tiếp bốn bốn sẽ thắt click bay hai viên nằm trên cam làm đấy rồi một bốn sẽ vô tp đó protein mới cái chip bên trên cam thế này cứ add vì đã là add lắm nắng cái chip bên trên cam á ở trên bên phía add level một vô tp nó cùng một phần tôi càng lọc in chuyển vô càng lọc in như thế là mày tôi càng mình cho lời username là password nhé chúng đã password một bộ bộ tới chuẩn bị cái này em nó robot thì biết thế vì nó cũng nên thôi càng hỏi sẽ lệnh là được hiện lá đam mê được tục một bộ người tới được là tục sai từ lời với đã sau bàn y tế bởi vì đạo sáng chút sáng tên ngày chẳng tới bởi sau về khu này là một bộ bạn cứ kể thì chính bạn cho trời hai xong cho cả lọc in bạn sao ta kể thì chính tương tại một cái thầy thầy tế ở khảo này chẳng cái thị trường của mình toàn từ tổ ban tham ca chuyện đồng cổng phun là lại tế bị click bay bạn bay cái máy khác về đó một bố trong promote click bay xung chỉ thấy cam market play market play cái chỉ cần lại nạp tốt nơi raw product tiền đó cứ start lại cái nó market play tiền đó phải đồng lòng ổn chơi móc cứ ghi mê tùm rung lạc ở nạc bản lý cứ chơi marketplace thật lúc bọn bởi cả chơi ngon lấy thả lại này lẻ kì cái lại này cứ chơi cần lại product tèm ổ rô bó click bán tại mình cổ môn xe ní kia xa cao bởi thông chơi mùi click bán hay nhưng nó mình là cả xoay nhu lối chơi mùi product tèm ổ ní à bộ bọn bởi tới cứ ghi mê chơi ra ấn cứ add and intent entertainment một vốn chất nó gửi nằm bên trong một đời chất án tiện đi thằng ổn thì khi sẽ ta chưa bật đạc thằng ổn khi nếu sẽ ta bật đạc thằng ổn nè cái miền học sắp phí đô la kể từ khi xuống thì cái đó sẵn một vốn thì bất cả chỉ khơi ngay cái trả ấn đi miền Betting system, business inventing, computer internet, cooking food and wine. Cứ mình sẽ ra ấn nè, mình to tiết, mình kéo, mình green product, healthy fitness, home, green new language, mobile, pan, parenting, family, mình sẽ ra ấn hồ hai thứ, software, server, sport, travel. Cứ mình sẽ ra ấn xâm lập một bộ chữ rồi. Hai kể từ chính xung thủ cả chứ rơ mùi đã mấy thôi cả bóng hai bộ ôn là ngọt như cho chẳng kể từ chính xung chứ rơ dốc software and service
ជាក្រោយមកបងប្អូនមានឃើញទៀតឃើញបងប្អូនឃើញណានេះ 3D painting នេះគឺជាចំណងជើងនៅ product ទាំងអស់ហើយ product ទាំងអស់គឺមិនមែនដូចគ្នាទេគឺមានច្រើនអស់ចាមែនដែរសម្រាប់រកបុយជាមួយ clickbank អញ្ចឹងគេទីជិញសុខយកយកយកយកអញ្ចឹងគេទីជិញខ្ញុំជ្រើសយកវីដេអូទៅចុះដើម្បីធ្វើការសាកល្បងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនាមិនបានយល់ពីជាមួយគេទីជិញទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះទេវាដាក់0.54 សេចង់និយាយថាកន្លែងនេះគឺពេលដែលគេ click ទិញនៅផលិតផលដែលយើងមកប្រម៉ូតណាគឺនឹងទទួលបាន54 សេនហើយបន្ទាប់ពីគេទិញហើយលើកទី1គឺវាបាន54 សេនលើកទី2វានឹងបាន52 សេនលើកទី3ក៏បាន52 សេនរហូតកន្លែង reveal total នេះបានហើយកន្លែង ground នេះគឺមានន័យថាប្រដាក់ហ្នឹងគឺមានការប្រើប្រាស់តិចណាស់សាំមាន0.5បើប្រដាក់ដែលគេមានការប្រើប្រាស់ច្រើនគឺវាឡើងដល់200 400 500អីណោះអញ្ចឹងគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញបាទហើយចំពោះកន្លែង N/A នេះមានន័យថាខ្ញុំសូមបងមានន័យថា product នេះមិនមានទទួលបានថវិកាទេពេលដែលយើង promote អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងក៏អាចយក product ហ្នឹងទៅធ្វើជា video មួយដូចជា how to download full video converter and edit any video ទៅយើងធ្វើ video អញ្ចឹងហើយយើងប្រាប់គេថាចុច link នេះទៅដើម្បីទៅកាន់ product មួយហ្នឹងហើយយើងយក product ហ្នឹងទៅ promote ជាមួយ blogger ពេលដែលគេចុចចូលទៅគេនឹងជួយ blogger របស់យើងហើយយើងនឹងមានឱកាសស្វែងរកលុយបន្ថែមជាមួយនឹង blogger របស់យើងទៀតហើយគេចុចទៅជាមួយនឹង link នេះហើយធ្វើឲ្យគេកាន់តែស្គាល់នៅ blogger របស់យើងជាច្រើនថែមទៀតឲ្យគេស្គាល់ website របស់យើងច្រើនវាល្អអញ្ចឹងគេទីជិញសូមយកវីដេអូដែលអស់លុយទទួលបានថវិកាពី clickbank នេះ$2មើលគេទីជិញសូមយក $9ចាស់តែការប្រើប្រាស់វាមានតិចអញ្ចឹងគេទីជិញសូមយកអូខេដល់សារទៅវាជាការតេសតែប៉ុណ្ណោះគេទីជិញសូមយកហ្នឹងទៅចាស់ទំនប់ onto job marketing razor internet marketing បាទពេលជិះមកបាទនេះបងប្អូនកាច់ឃើញទម្រង់ផ្លែហើយគឺចូលមកដល់កន្លែង link ធ្វើយើងធ្វើការសម្រាប់យើងធ្វើការ promote នេះសូមបងប្អូនមើលអសរទៅទៅអូចូលមកក្រោមដើម្បីមើលនៅអត្ថបទរបស់វានេះគឺសិតសំដៅជាអត្ថបទរបស់វាទាំងអស់Gremlin access to the unlimited collection of internet marketing graphic នេះជាចំណងជើងរបស់កម្មវិធីបណ្ណមួយហ្នឹង Yeah, do you need personal quality graphic for your internet marketing project? នេះយើងអាចយកធ្វើជាចំណងជើងបានទំនងមែនតើ
build the MS ad. How easy it is to create stunning website and campaign using toolkit of more than 1 or 10. ចាំបងប្អូនកុំពីនៅអត្ថបទនេះម្ដងទៀតទៅនៅនេះកុំពីបានចាំគេទីជាងកុំពីបងបានមិនមានកុំពីចាំណៃនេះចាំកុំពីលេខនេះទៅហើយបងប្អូនសូមធ្វើការទៅកាន់ step មួយទៀត new tab បាក់ new tab ហើយសេចក្ដីថា blog blogger.com សូមបញ្ជាក់ផងថា creating បានធ្វើការណែនាំពីរបៀបបង្កើត blogger រួចហើយសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ description របស់ creating មើលទៅមានវានឹងមាននេះគឺជាអត្ថបទដែល creating ផកការពីមិនសមអញ្ចឹងមានអ្នកមើល20នាក់ឯណោះការវីយូ20នាក់ creating post តបតាមសមមកទេហើយនេះសតយអត្ថបទរបស់ creating បាទដើម្បីធ្វើការប្រម៉ូទសូមបងជិះ new page new post បាទសូមទោះ new postហើយបងប្អូនសូមដាក់នៅចំណងជើង title របស់វានេះបងប្អូនជាអង់គ្លេសទីទួចបងប្អូនអាចរងនឹកដាក់ទៅថាដាក់មិនដើម្បីចំណងជើងរបៀបណាដើម្បីឲ្យមានការតាក់ទាញពីអ្នកអានអ្នកមើលនឹងថាយើងគួរដាក់យ៉ាងម៉េចទៅគេចាប់អារម្មណ៍ទាញចាប់ទាញអារម្មណ៍របស់អ្នកអានហ្នឹងឲ្យចូលទៅមើលThe unit personal quality graphic for your internet marketing project. តើអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកធ្វើ graphic ដែលល្អម្នាក់ដែលទេនៅក្នុង internet market នេះ គេទីជាគេថាចំណងជើងនេះក៏ល្អដែរចឹងគេទីជាសំដាក់តាមគេទៅUnit personal quality graphic page for your internet marketing project that's enough.ស្ញាសួរមួយបាច់ទៅ Do you need personal quality graphic for your internet marketing project? ចាំបងប្អូនធ្វើការ copy មេតានេះបងប្អូនធ្វើការថែមថយខ្លាំងទៅដើម្បីឲ្យអត្ថបទនោះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកអានផងបាទពីនេះទៅមកអមយទៅប្រម៉ូទមានបញ្ហាតិចតួចគឺ password ចេញជាទីជិញខ្ញុំមិន copy សញ្ញានេះទៅពីនៅមួយចឹងThank you.
Kita cuma mau nak kredit ke tu. Script ball on the button that may reset the action. Be chatty right? Maja, product when you pull pull. Oh, don't let any con that you photo walk it up. Be neither. Copy pass. Control C command. Hai pass tới control V bị tình cảm pass control C pass control V control C bóng bóng thời trang là hot copy mà control C copy control V pass bóng bóng copy màu của ấy lý sẽ ta chạy ta bọt vào kế copy pack thử tại vì bông bốn thuốc xong đã rút hiệp đại vào anh ấy gần là chỉ cao 2 mặt kế thì chính chẳng kể thì chi số một hai này cái này muối cứ bốn bốn complete đã rút hiệp với kia không là mày nhỉ kia bạn đắng thế do mày sao mà lên rút hiệp nắng hai sell image at hai bốn bốn chưa rồi rồi lại đã thấy kể thì chi tôi nhận đặt lên desktop là mày chúng ta bằng hai bạn sell hai kể thì chi cũng sell pi thì chó mấy thứ chịu ta hoa nó cầm hai hai bông bông chất trong còn lại để bông bông chẳng đã được hiệp lắm vì kể từ chiên chẳng đã lấy hai chữ dầu lại group insect photo image nhé trên này đang hai bông bông chữ rõ chose file mấy tí căn cái này để bông bông là file này đã photo nhé vì thì từ chiên giống như group hiệp lắm ta đã mình cả click on photo tới động hay add đi viên tài càng này nắng một cái viên có hai cái này đi tiếp bạn xem đó yeah. On này viên sau xem trong mắt là mày kỳ chậm lòng lại tại bóng phố xong hiệp phơi sát trên kê thứ chín hay mì kê thứ chín còn được chịu từ hoa tết hay là nếu bóng phố này đã được hiệp máu
ូបភាពអីហ្នឹងមក show file ហើយរើស file របស់មូន copy មិញហ្នឹងហើយ select your file add like photo នោះវានឹងឡូតមកខាងទីនេះបាទបងប្អូនប្រកាសស្គាល់ហើយថាអាវាដាក់តែអញ្ចឹងហើយចូលវាគេចង់ click ទៅកាន់កន្លែងដែលទាញយកហ្នឹងហើយនឹងកន្លែងបាយទិញហ្នឹងចុចមិននេះបងប្អូនសុំទៅតាមគេទៅជីងហើយពេលដែលបងប្អូនសេចប់អីអស់ហើយបងប្អូនដាក់ខមនេះmore information ដាក់ com នេះឬក៏ដាក់ com នេះក៏បានដែរ more សំខាន់ហ្នឹងmore information check hereជាហើយចុចពាក្យ link ដែលនេះដើម្បីធ្វើការនេះបងប្អូនសូមចុចទៅកាន់កន្លែង promote នេះ promote មករត់សូមបងប្អូនដាក់នៅ ID ឬក៏ password របស់បងប្អូនសារជាថ្មីនេះបងប្អូនឃើញនៅ link ដែលគេឲ្យយើងហើយពេលដែលយើងគេចុចមកកាន់ link នេះយើងនឹងទទួលបានមួយ copy link ហ្នឹងមកហើយយកទៅ paste នៅកន្លែងនេះមកទៅហើយទីកន្លែងនេះ open link in new tab ដើម្បីពេលដែលគេចុច link ហ្នឹងទៅវានឹងបើក new tab ចាស់បាទខ្ញុំបងប្អូននឹងយកដាក់តែប៉ុណ្ណឹងវាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនសម្រាប់នៅកន្លែងផ្សេងបានច្រើនដើម្បីគេដឹងគេដាក់ក្រោមនេះទៅបានម៉ៃណៅម៉ៃណៅមើលបានដល់មកបានគឺជីងដាក់លីងអេពេលគេចុចទៅវានឹងលោតទៅកន្លែងផ្ដាក់របស់យើងគឺឈៀចាំធ្វើ short វាក៏បានដែរមិនសិននេះបងប្អូនចេះធ្វើ short ដែរតែគេទីជីសុំមិនបង្ហាញនៃការធ្វើការ short ហ្នឹងទេបាទហើយចាំបងប្អូនធ្វើការ public ដែរតែពេលដែលបងប្អូនធ្វើសុំធ្វើស្អាតជាងគេទីជីអានេះគេទីជីគាត់ធ្វើជាឧទាហរណ៍ទេបាទ publicហើយវានឹងឲ្យ share ពីចំណងជើងទៅពីផាន់នេះកន្លែងហើយធ្វើការស្ញាទៅនេះមកឯទីជិះសូមធ្វើការបង្ហាញមួយពីនេះទៅចុះធ្វើការ visual បងប្អូនមកការរៀបចំនេះស្អាតបងប្អូនឃើញទេរៀបចំស្អាតចឹងទៅរៀបចំប្លុកឲ្យស្អាតដើម្បីធ្វើការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិមិត្តនិងអាម
បាទនេះ click here volume more information here ចុច patch in notification link ដែលគេទៅជិះបានបាទនេះឃើញមកកន្លែងនេះទេសិននិយាយគេចុចពេញទៅវានឹងបានលុយភ្លាមៗពី click bank បាទបាទអស់ហើយសូមមកបងប្អូនជោគជ័យដល់ការប្រម៉ូទទាំងអស់របស់បងប្អូនហើយកុំភ្លេចចុច subscribe like និង share video របស់ KT Chimmy ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗនិងល្អៗពី KT Chimmy បាទសូមអរគុណ